đi nhỏ. Ừ, cái gì? Chết chưa? Mấy ông tôi biết anh Linh luôn á. Ông ngủ. Sao không? Con với Tám lên chuyện vừa tính mò kiếm mớ cá mà Tám thấy dưới cái đường này quá trời cá. Còn mỏ đâu Tám? Mỏ đâu? Lúc bữa nay ta rút chân rồi mà bự kìa, mà tại ở đây thấy cá nó ụp quá. Xuống bự hả? Đi xuống bự mò nè. Có không? Khoan, mấy em con gì kêu quá? Hết chưa được cố gắng đó. Nó kêu đâu hả? Đi nhỏ ơi. Mở đâu bà Tám? Mẹ ơi, cái đường này cũng tính xuống mò rồi cô chú ơi, nó mà bèo cô chú quá nhiều rồi. Rồi đi mò kiếm mớ cá rồi chú ơi. Đuổi theo rồi. Chị lặng 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 chứ. Lâu quá hầm chưa xuống hầm lớn nè cô chú. Đâu bà ta? Vinh nữa, Vinh. Vô mở hàng không? Vậy cái đường này bữa nay là mơ mò mò cái dừng cứu ếch đó bà ta. Ừ. Chỗ là trời. Hoặc ơi. Con mới thì nó đẻ chứ con nó ra nè. Nè. Ừ, thả đi bà Tám ơi. Đây. Đâu? Này mình thả rồi cô chú, con cái con quá trời cái con rồi. Con cá cơm của ta đâu rồi? Thôi thả luôn đi. Chút đi chạy mới được con con mới. Thả đi. Ừ, có con rồi, thả rồi Tám ơi. Kìa kìa kìa, cá con rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây nè, đây nè. Con là Tám cơ mà hàng con thì đẻ. Hàng đẻ coi, cá đẻ mà nhầm gì Tám ơi. Mai hàng lại hôm bữa nay. Cái hồi dính là dữ dằn luôn. À cá con. Đi qua đây bắt nhái nè Nhung nhỏ ơi. Bạn ơi nhái xanh người nó rậu cho nó lời một đống rồi cô chú. Đúng luôn. Cái mùa này cái mùa của nó là tại mùa nước rồi bà ta. Ừ. Chuồng bay trên đầu chứ ơi. Thao bà ta. Cái này mình đi vòng vòng vô trong cái bờ sen đó cá trong cái cá ấy. Ừ cá đó. Nhung mua nãy giờ quên đi vô đó là vô vô cái bụi con súng này Nhung đi. Đi bộ, vừa bộ con xuống rồi hả? Để nó luôn. Quên bắt cá biết cá gì trốn đây không? Cá bị dính không à? Không. Cái gì nữa ta? Con nhái xanh. Nhái xanh. Nhái xanh. Nước vô lỗ tai luôn. Ồ, con nhái xanh bổ đi cái gì? Con dần trái nó đeo trong. Ừ, nó. Ê, đâu vậy? Đây vậy? Ôi. Cái dựng ở dưới giỏ. Nó hai bông súng. Về chấm cá. Kìa trước mặt không đóng kìa. Dính không? Không. Ừ. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Nhảy gì lên đây hả? Cái gì? Nhảy vô lỗ tai mày hả? Nhảy đi cho dài. Ai đừng có chuyện nó ráng nha. Đừng có cho cái mặt nó quay xe nó. Thôi thả đi. Thôi thả đi nhỏ. Ôi à, cái gì vậy? Nè cái xanh nè. Để nhìn lá. Xem nè. Đâu? Thấy chưa? Xanh này cô chú anh chị. Để đi lá đi. Quá không đi luôn cả. Ôi con cá còn dựng vô cái cụ hụt cá. Chụp. Cậu là trời cá. Nhảy. Ê nha, con đừng cá đi chú cái bụi này nè.
Cô đạp cái kêu nhung lặn cái đá nè. Đặng phải chứ luôn. Ủa trời ốc quán con nào nấy nè. Kìa. Mày thấy bùng xuống. Ốc quán đâu? Ủa đẻ đi con bùng xuống nó nè. Wow. Con xuống này chị chấm cá ăn cái kiểu. À lỡ trời 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 trời. Trời là trời. Chụp dính cá luôn rồi đi ơi. Ui. Con dính. Con xuống đâu cái này một đống này Nhung. Cá mà đâu bắt này dính nắng gom hết trơn. Gom hết bàn cá. Kệ đi. Kiếm một súng. Con súng đòn này một đống luôn nè. Mày ngu đạp con cá biểu ơi. Hết sức ở cái này cá luôn rồi. Đạp hồi lấy vô với giò à. Cá quá cá luôn. Đi 18 rồi. Hết rồi. Ây da. Con xuống nó quấn tao luôn nha. Kìa cô ốc cái này con nào lấy nè. Gặp nữa. Chị kêu lại xuống nước nó chạy không? Đúng đó. Nó. Rải đi nhung. Đái nó tè không mà người ta là tè. Tè là gì? Mình lịch sự là mình tè đó bà Tám. Tè quần. Thấy không? Ai chạy ra chạy. Rồi vậy. Không biết có chạy vô hay chạy vô chạy ra nữa trời. Cái gì? Cá Nhung có lặn được không? Đạp nó văng cái rồi mà không biết chạy vô không á. Họ cái vợ vô. Họ cái vợ vô rồi mà không tới nè. Cái vợ bự quá. Họ có đụng mà. Khoan giữ khoan với cái chợ ra. Mày nó cứ vô. Cái giò mày nhỏ đó, chọn 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 mạnh vô. Cái giò tao bự quá. Trời đi đường cùng rồi sao quét. Vậy? Tao đi đường quẹo. Quẹo thì đó mới lặn mới được. Không bỏ đi. Mới nhùng lặn. Nhùng biết. Biết dính rồi đó, biết dính cá rồi đó. Mới lâu vậy đó. À, thấy không, thấy không? Cái này là cái hơi dính cá nè, nó mới lâu vậy nè. Ngắm lên nha. Được không trời, sao lâu dữ hả? Trời ơi, là thấy chưa? Thấy chưa? Tao nói rồi mà tao nói tao đã. Ôi. Cái thau, cái thau, cái thau. Chưa chạy bước cái luôn. Xíu nữa hụt hơi bơ. Tao tính lôi mày lên nữa, tao nói bữa nay lặn dữ quá trời. Dướng chạy đây bước chạy luôn. Đâu được nè, cá này mà đó. Này cái nhà mình đạp ở trong cái hang gỗ kìa luôn. Á. Ủa? Mất khở rồi. Tao tính lôi lên tao nói thằng nhỏ này sao bữa nay lặn hơi dữ trời. Cá nó lặn đâu. Cá lên rồi. Nó rồi dính cá rồi bởi mới giữ thằng ông. Tao thả con còn dính cá kìa. Giờ này xuống đây khó kiếm nữa. Đó. Tức đã rồi. Gặp cá rồi nó quý mình mấy nữa. Ai nữa? Rồi chạy rồi. Cá này chạy thiệt rồi chạy rồi. Chỗ hang cái gì? Trời ơi. Cái hang bự hả? Cái hang bự không. Nó nằm cũng như cái bờ nó cạn nhẹ vậy nè, nó quấu vô vậy nè, mới vừa đụng lại chỗ cái cạn rồi. Con cá này khó bắt, nó làm giống như lồng chảo rồi sao bắt. Ừ đúng rồi, nằm lồng chảo á. Trời ơi. Ốc mà nó cũng làm hang nữa nè, nó ở trong con ốc nó lớn vậy nè. Nữa đạp nữa đi Nhung. Cá giờ này nó xuống cái hang sâu này nha. Ủa hang cạn nè. Cái mình cứ đi vậy. Ôi, con gì đây? Ô, con dẻm. Cái bự dữ ta. Ừ. Tiền khỏe coi. Ốc con lòng đấy nè. Bự. Đám đừng bỏ lỡ mà ở dưới hang nha. Dưới hang dưới là chắc ăn là có đó.
ở trên cái giò gãi dưới đó. Đường này cũng khiếp cá luôn. Ok. Ui. Quá trời, bữa nay cái đường này đã rồi. Đạp cá rồi bắt đầu buông ra. Chán thiệt chứ. Buồn thật. Chán rồi. Rồi. Có Linh. Đi xích dưới nha. Nhớ là hàng dưới nha. Ừ. Phải cố gắng dưới. Không thân cạn. Vô đây, vô đây, vô. Ốp, ốp, ốp. Trời ơi, cá hết hồn. Ây da, cỏ. Ôi kìa. Cá bò ngang tay luôn. Ây da. Trời ơi, một chút xíu tao lặn rồi kìa. Tao hơi giác là mê lặn rồi, nó giữa, nó giữa mắt. Ngày hôm qua rồi, ủa mấy ngày nay đi kia. Ê! Thôi thôi, đã khoan từ từ từ. Đạp rồi mà không biết đâu à. Đạp đã đi rồi. Ừ, trời đất tôi. Quán. Kìa. Chèn ngủ kìa chỉ mua. Cò nó về một đống luôn nhưng mà là Nhung. Ấy. Ấy. Trời ơi Nhung bắt cá cho đi chài. Đâu. Nhảy nó sống luôn. Nhìn hai người đó hay. Còn có mình bác không bé, mình bác ăn coi đây. Ôi. Đó chín nha. Tám. Để đây đi, để đây. Vài bữa có xài ăn á. Lắm. Có gì không? Chứ mình bác là mình bác tính. Dạ. Mình muốn tay. Cứ mình bác chín. Không. Lặng mình uống. Ê mẹ, bữa đó mình mò lại mình lộng bữa nay không thấy mà. Dạ, dạ. Ê, dạ, dạ. Bữa nào đi làm bẫy đặt ấy bà Tám ơi. Đặt gì? Gắn món. Ừ, mình bát chín nè. Nhận có chứ nhào. Ừ. Ừ, con món ngốc hết trơn kìa. Bà Tám là hôm mới làm cho. Cái gì? Không có làm ống để mình bắt cái món bà Tám. Đập khoảng 30 chai rồi kìa. Cũng được. Mình để mồi vô hay vậy? À, mình để mồi dế. Mồi dế vô ăn hả? Ừ. Để Nguyễn Phái sẽ có ra clip đặt cán mối cho cô chú xem nha. Đi hết cái giờ này là ngon lành luôn nè. Bà Tám biết chế biến món cán mối không? Không. Bà Tám bây giờ mình là bắt cán mối về cái mình làm món cán mối xào lá cách. Chiên xù. Xào lá cách. Xào lá cách bầm ra bắt đầu mình lên mình xào. Rồi hái thêm lên mới lá cách. Ngon dữ dằn ngon luôn. Mà chưa có ăn nha. Chưa ăn chưa biết. Cái nhào quá, không có cái nhào. Đâu cái lá gì nè. Cái đó khoảng chục con là mình làm phải dư sức rồi. Cái nhào gì? Cái nhào đâu đây mà thấy. Làm gì cũng có, không thấy. Không có. Vinh gì đi lá vừa, Vinh nước sửng không Vinh. Trời chút xíu mưa nghe mấy đứa. Đứng trời. Đứng trời luôn. Bà đây sao mồi hả? Theo thằng Vinh. Theo bà Tám rảnh Vinh. Bữa nay cạn đi được luôn cô chú anh chị. Nhung cầm thao nha. Ồ chết cái cánh. Cái cây cỏ nó đâm vô cái mũi. Dưới mũi con trầu à. Dòm cái cây đó kia kỹ nha bà Tám. Có chừng hàng VIP đó. Nghe được cái vài tiếng âm thanh gì đó bà Tám. Âm âm âm. Cái mấy nó cái cây dưới kìa. Dạ. Con. Có là có. Vậy cái đó gì? Ai cắm xuống gì vậy? Gặp nó là sợ liền nha. Coi im dầm cái nó rồi mà. Gặp nó là sợ liền. Gì không?
Có rồi. Rồi. Gì vậy? Rồi. Cái khủng. Á rồi. Cục phạt cuốn cái linh nhảy. Thì thôi còn cầm đó cạp nữa. Trời ơi. Cái thồn. Gì vậy? Này bắt cua nó bò vậy chứ cái thồn. Cái cua không? Đó. Cá quá trời luôn mà đang ăn cái mình bát ngon bỏ ủng quá. Con bé con chưa ăn luôn nữa. Rồi, bám ăn hết luôn rồi. Để biết mà ăn. Ấy da, ơi gọi. Gọi. Ôi là trời, xíu sắn chắc đứt cổ luôn. Dính chưa? Dính không? Nghĩ sao ba cây rồi, dính. Ôi ố trời. Ở trong đó chừng hồi biết rồi. Gì vậy? Gì vậy? Một xíu nè. Hả? Nhảy bay á. Cái gì? Cá lóc. Sao cái biết cá lóc rồi ta? Trời ơi. Đùng nó nghe hả? Nó quậy hả? Nó quậy luôn. Cái đường đó có nhiều đó. Mò được ý đi, cái đường này có không đó. Ê, cái gì? Đang đứng hay nói, bò đâu chứ. Dính không mà la hoài vậy? Ôi, cái gồ, trời ơi, khẹt ơi. Đi nữa rồi đó. Đi rồi. Cái linh. Chứ mấy con cỏ đâm đầu mũi. Ôi, trời ơi. Ôi, đụng tay luôn. Cái gì mà ở đây lượn hết trơn á, trời, mà không có được con nào chứ hả? Rồi. Ủa, cô có dính không? Không. Nửa phát, ủa, cái men. Kìa. Nửa cái men bỏ cái khúc la làng giùm cái nữa. Tôi tám là ghé vào trong mặt. Mà bị liễu á. Ê, cô chú chữ chết. Cô chú chữ của ta chết. Cô tám cáo được có la làng không? Không mà thiệt mắc mê luôn á trời. Ở cái hàng này cái hàng gì mà bự dữ cái trời. Như này nè. Giờ vô. Cá kéo vô trong luôn. Trời trời ông lấy cái hàng ớt. Đâu. Dính rồi. Chút xíu nữa lấy cái lỗ tài. Hẹp sĩ. Là trời. Dính lấy biểu. Ôi trời. Ôi da. Ôi. Trời ơi là ơi, ơi, anh hiểu ố đi cứu cho ngựa tao. Ê, con cá này đạp vô hay gì nè Nhung ơi. Quay lại Vinh ơi. Ôi, là trời ơi, cái này nó cứng mình mấy, ôi, nữa. Đâu? Ấy kìa. Giờ cởi áo, dở áo lên cho nó chui vô nè, chụp. Cái này không dính con nào luôn. Đâu. Cái hang đó thọt chưa? Nè nè Nhung ơi, con này thấy con cá rồi, nè nè, không xuống đâu. Dưới giọt cũng được thấy nha. Đúng rồi, đâu vậy? Rõ đâu? Dạ đâu rồi. Xấu chưa? Đó phải không? Hay nó xích ra ngoài, nó cá này hả? Ừ. Ừ đét mẹ của cá. Lặn đại cô có phải không? Thành. Trời. Hồi nãy kêu đem cái tay lưới theo không kìa. Kéo cá mình nước nách luôn. Hồi hôm nãy quên em chạy theo ta. Ừ. Mời chạy đi. Đâu là trời. Ngô cái điều này ha. Nè, mấy thằng camen cầm máy cẩn thận nó bay trời trời. Dính sức cổ luôn á. Đây. Cá thôi ha. Ừ. Cảm ơn con sẽ đi vô nhà xong sẽ rút kinh nghiệm đem theo nó mồi hiểm. Dưới đem vũ trang. Thôi muốn động. Quá trời cái đường này khá rồi. À bà tám đi trước đường này nè tám. Đi, đi trước đường này nè bà tám. Ôi. Ủa là chèn cái linh không nè. Lấy cái thào theo, lấy cái gỗ theo. Vừa vừa ấy mình nấp được. Dậm mày vô. Ừ. Đập tự bét cho bà tám. Thôi. Để chính bà kìa. Thử nó nổ không Vinh, đừng trên đó, dỡ cái cục đất kìa. Đi xéo ở đây nè Vinh, đi xéo ở đây nào, quán xéo ngang người ta. Đó đó, cái cục đất khô kìa. Ở chánh, chánh kìa nó. Nó, 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 trời ơi. Kìa. Cẩn thận nghe nó bay dữ lắm đó. Ôm vô nhỏ nhỏ, hai tay ốp vô sát vô như nè. Ôm sát vô lẹ. Đút rút kinh nghiệm liền.
vậy nhìn. Cái bờ đất này kìa không trội. Trên đó có trội được đâu. Mới. Ôi. Trời cái này đã bây giờ. Ôi ôi trời. Rồi dính này đứa nào lại bắt cá dính giò nè. Có hứa đầu rồi. Đặng, nhúng nhúng bắt cá nha. Dính đây chơi đây lặn cá nè dính. Chắc là... hay cái gì mà nó ba giống như là kinh công vậy? Đâu nghe cái nghe gốc giò luôn nè. Cậu là trời cái nào? Rồi cái uống trà dừa nó đó ngay chính giữa luôn á. Ờ ngay đó đó. Nó nhảy bần bần dưới xuống dưới là đụng đi. Ấy, đó 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 thấy không? Hai gốc giò cái kẹp lại. Hai cái gốc giò, hai gốc giò. Đó đó đó. Cái gốc giò á. Nó đó đó. Trời ơi tào cái gốc giò không bắt. Dính chưa? Mấy ông tao biết cái linh luôn á. Cái nhảy tưng 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 tưng. Ừ. Rồi. Ủa cái linh nóng của chú vậy ơi cái đường nè. Rồi bự dữ lắm bằng giò chưa 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 ra giá. Bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây. Rồi lên đi, lên đi. Nó nằm cái giò bên đây đi nè. Đâu? Đây nè cái giò bên đây nè nè. Xuống thì rồi, ấy giò bên đây bỏ. Mày lao gò mò giò mò cái bên đây. Ở đó là cái giò đó, đó cái giò đó bên đó. Không chịu. Nó đó mày gò mày còn đụng nó đó đó đó. Ừ ừ ừ đúng rồi đó. Bự dữ lắm. Xuống nha. Xuống. Chắc chắn nha. Nè. Rồi lại cái nữa nè. Dính rồi ghê gặp rồi ghê nè. Cá bự bằng tay luôn. Vô. Tay từ. Nè xuống. Mà vô thì con cá này là phải cẩn thận nha nó đi nha. Uổng lắm mà trời. Để tinh thần coi. Xuống. Một. Nè hai. Một, hai, ba. Đúng dư đất á. Đúng xuống đất á. Mắc khá rồi. Ồ. Bỏ vô, bỏ vô. Bỏ vô đi. Ồ. Cái giò mà mình đạp ở dưới giò mình nè, có chú vậy cá bự nè mày ngồi bự quá heo ta. Đổ nước đi. Hết biết cái này cá rồi thôi tranh thủ bà tám ơi lâu mưa gì chắc là cá nhiều rồi thôi này bắt cá rồi không mưa gió gì đây chứ mơi rồi mơi vô hùng chặn rồi. Coi chừng cái chắc này đạp với vợ. Nhìn nó nôn quá nó chạy qua luôn. Ừ nôn ruột hết rồi. Bên đây không bắt một đống nè. Ở dưới cái bờ cỏ nè. Ê, nhảy như nách. Quá trời rồi. Ôi, rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Nhìn thấy không? Ê. Thấy chưa? Ở thằng ngón tay. Cái này cái gì đang còn lùi vậy? Bóng đèn. Nó lên trời. Thấy tròn tròn hốc hồn vậy. Cái gì á? Ui. Dính nè mà ta. Dính lên thằng dính lính, dính lính, dính cá cho dính. Dính lính, dính. Cái này bọt nhiều rồi, có cá nè. Trời, cái đường này cá rồi. Này đã đời luôn vui. Ở đây cá nhiều lắm mà tại mình không biết bắt. Rồi. Gì gỡ đã. Ê, dính này nè Nhung á. Đâu? Dính giò nè. Ờ dính cá bự phang phang đó tao bắt trước Nhung ơi. Cô lên trụ. Ôi chết trụ Nhung ơi. Nhung ơi. Con cá gì nó bự dữ lắm Nhung ơi. Cái gì? Phang từ từ đi. Ok.
nhét con lên trong rồi. Ôi ôi. Bằng dây hè nuôi. Ơ lẹ 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 đi 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 đi. Ở đâu? Ở đâu bằng giò nào? Chưa buông đi để lặn luôn. Trời. Thử bài coi. Không có được đâu đó. Được. Không có thấy á. Trời ơi trời cái linh nghe không? Hay. Con cá mè nó lặn luôn nè, nó mê luôn rồi, có chút gì ơi. Ừ. Ôi ôi. Mê luôn mới chịu à. Là nóng. Cái nóng. Rồi có. Nó kêu kêu phải bắt buộc lặn. Sao ạ? Tại vì chấp cái giò nó dính vô cái giò bên đây. Đúng rồi. Mình biết. Mà nó chui cái đạn nó gút 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 nó chui cái đầu ra nữa. Đó mình biết thì phải tự lặn luôn. Rồi. Hẹn với bạn là mời mua tay lưới. Thôi được nữa chứ. Đi cái linh. Này thôi ra quay hình quả nhỏ nhỏ rồi mưa rồi. Lâm găm rồi. Cái đường này biết bắt cá linh đó bà ta. Dữ lắm, dữ lắm luôn. Cái này thấy hết được nè. Nè bà chú ơi. Đây là hành quả. Ngon lành nè. Này ngon lành đó. Ngon. Xin kết thúc quà bây giờ tại đây không bà chú. Về trời chứ. Trời quá mưa kìa. Nè cô chú ơi, quá trời cái đám mưa này. Trời ơi, chèn cái đám mưa này. Điểm gì vậy? Nếu mà bà thấy chú thấy video này hay với Phương con với chị em lớn với bà Tám thì nhớ đăng ký like với chuông với bình luận nhớ cho bà chú. Giờ con với bà Tám nhân dân về. Bye. Bye. Cá không? Cũng cá không? Ê cá nó bắt nè. Ờ dính hải nó hái của con.